Âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim, là cầu nối giữa những tâm hồn. Và hôm nay Minh Phụng Music vẫn miệt mài lên đường, mang âm nhạc đến với mọi nhà qua buổi bàn giao Piano Điện B25 về với gia đình khách hàng tại Tân Bình. Mời các bạn lên đường cùng tụi mình nhé. Buổi sinh nhật hôm nay của bé càng trở nên đặc biệt hơn khi em đã nhận được món quà đầy bất ngờ, đông đầy tình thương được tặng bởi gia đình. Vào việc nào các bạn, lắp chân đàn nhé. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Sau cùng sẽ đưa đàn lên với tiêu chí luôn luôn xe đắp niềm đam mê âm nhạc đến với mọi nhà. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình và tận tâm, cam kết sẽ giao đến bạn những cây đàn chất lượng trong thời gian sớm nhất. Anh khách đã từng rất băn khoăn khi tìm một cây đàn ưng ý phù hợp với phòng của bé nên đã liên hệ ngay với thầy dạy nhạc của con mình. Và với sự tin tưởng cũng như trải nghiệm thực tế của thầy giáo của em thì B25 là gợi ý hoàn toàn chính xác. Anh khách vô cùng ngạc nhiên vì B25 tuy nhỏ gọn nhưng lại sở hữu âm thanh vô cùng mạnh mẽ với bộ loa 15W cùng hệ thống âm thanh lên đến 10 lớp velocity trên đàn B25 theo tiêu chuẩn hãng đàn Steinway lừng danh. Tính năng hiện đại và chất lượng âm thanh tuyệt vời, lại có mức giá chỉ khoảng 7 triệu đồng. Trước khi quyết định chọn B25, anh khách đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm các dòng đàn khác nhau. Những chiếc organ với phím đàn nhẹ ban đầu khá hấp dẫn, nhưng anh nhận ra rằng chúng không thể đáp ứng được yêu cầu về cảm xúc trong âm nhạc. Việc thiếu đi sự tương tác giữa ngón tay và phím đàn khiến cho bản nhạc trở nên thiếu sức sống và chiều sâu. Một số mẫu piano điện khác mà anh đã thử cũng không thực sự làm anh hài lòng vì thiếu vắng hệ thống cảm ứng lực khiến cho việc điều chỉnh âm lượng và sắc thái của âm thanh trở nên khó khăn. Anh cảm thấy như đang chơi một nhạc cụ điện tử chứ không phải một cây đàn piano thực sự. Cuối cùng chính là thái độ làm việc nghiêm túc nhưng trách nhiệm cao, luôn đặt quyền lợi và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng lên hàng đầu là một điểm nhấn mà anh rất ưng khi đến mua sắm tại showroom tụi mình. Hãy cùng khám phá công nghệ bên trong món quà sinh nhật to lớn cùng bé gái nhé. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhất mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi. Cùng Minh Phụng cho niềm tin yêu, tiếng đàn say đắm lòng bao người. Đến nơi đây bạn thấy điều kỳ, mùa nó càng vui rộn ràng trời. Nếu anh sẽ sót nhiều nha, để tìm mình còn làm thêm video trái. Bye bye, tạm biệt hẹn ngày mai.